Hello anh em, hôm nay mình sẽ làm một cái video clip để giới thiệu review về một cái đèn năng lượng mặt trời mình mua được ở trên Lazada với giá là 30 ngàn nha các bạn. Đây mình sẽ cho các bạn coi đây, lịch sử mua hàng của mình ha. Xem tất cả đơn hàng. Mình đã mua một cái đèn năng lượng mặt trời. Đây, đèn năng lượng mặt trời siêu sáng, đèn solar mẫu mới bằng pha led, tổng cộng là 30.000 nha các bạn. Đây ha, vì sao 30.000? Vì mình đã tích lũy những cái voucher nên nó giảm cho mình. Đây nha, voucher tích lũy 15.000 nè, 110.000. Nếu cuộc cái đèn 155.000 nó giảm được, giảm còn được 31.000 nha các bạn, 30.820 đồng. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái hình ảnh thực tế của cái đèn ha. Và đây là sản phẩm của mình đây. Nhà giao hàng đã giao tới cho mình ở Hồ Chí Minh, quận 6, phường 10. Đây các bạn, đèn năng lượng mặt trời siêu sáng, đèn mẫu 1. Mình đã thanh toán rồi ha, 30.000. Bây giờ mình sẽ phối hợp ra coi có gì trong đây nha các bạn. Mình mới quay có một tay, mình sẽ tắt máy một xíu ha. Ngoài cái thùng con cọp ra thì mình sẽ có được một cái hộp đèn led nha các bạn. Đèn này là tên của nó là TG126. Mình sẽ gỡ ra ha. Bên trong của nó là những miếng xốp, một cái đèn năng lượng mặt trời led EB chống nước 66. Đây có bao nhiêu con led nha các bạn, để mình coi rõ ha. Vậy nhiều nhất 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11, 12, mình đếm đi, cho nó là 11 với 12, 100. Cũng 144 led các bạn. Ok ha, cũng 11 nhân cho 12 mấy bạn bấm máy tính nha. Ok ha, khá nhỏ, bự bằng bàn tay của mình các bạn. Cái này là vỏ gì? Cái này bằng nhựa nha các bạn. Cái này bằng mũ. Có một cái remote nè, chỉ luôn. Đây tắt mở nè, đây tắt, đây mở. Đây là tăng giảm độ sáng, cộng trừ tăng giảm độ sáng đây. Đây hẹn 3 giờ, sáng trong 3 giờ tắt. Đây 5 giờ, đây 8 giờ, đây là auto. Khi nào trời tối tự động sáng, thời sáng tự động tắt. Có ốc vít kèm theo luôn nha các bạn. Thanh chống của cái miếng này, có bịch ốc để dặn vô. Đây là tấm pin năng lượng mặt trời nè các bạn. Tấm pin này tầm một gang tay nha, tầm 18 xăng, bề ngang là 10 xăng, nó xài đủ cho một cái đèn led này nha các bạn. Sau này là dây nè, dây này 5 mét. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi kiếm chỗ gắn test thử cho các bạn coi nha. Rồi mình sẽ gắn cái đèn này ngay cái vị trí cửa sổ này nha các bạn. Vị trí cửa sổ này gọi xuống đằng sau ha, chỗ này nó hơi tối nè. Mình cũng gắn đây, mình gọi xuống mình coi như thế nào nha các bạn. Gắn trên cái rèm đó ha, trên đây. Và cái miếng năng lượng mặt trời mình sẽ đưa cái máy nhà của người hàng xóm nha các bạn. Đây ha, gắn đèn ở trên đây. Dây gia vị đây. Ok, mình sẽ gắn xong rồi mình sẽ quay lại cho các bạn. Rồi, thế là mình đã gắn xong cái đèn năng lượng mặt trời mini
30.000. Đấy, mình gắn lên trên đây nhưng mà nó rọi xuống đây ha. Và cái tấm pin nó mình gắn ở đây nha các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ tắt đèn led đi, mở cho nó sáng hơn ha. Ở đây. Đây. Mình sẽ mở on nha các bạn. Oh. Wow. Khá là sáng nha các bạn. Sáng tới nhà dưới luôn. Ngon nha các bạn. Đèn 30k mà sáng vậy nè. Quá trơn. Quá trời quá đất. Tắt nè bạn, tắt. Đó. Mở lại nè. Ừ. Tắt. Mở ha. Giờ mình sẽ lên nhà trên, mình tắt này nhà trên luôn. Mình coi nó sáng cái nào nha các bạn. Đây nha các bạn. Bây giờ mình đã tắt cái này nhà trên rồi. Đây xuống đây là tối thui ha. Đó. Giờ mình sẽ mở cái đèn lên thử nha các bạn. Ồ. Rất là ok nha các bạn. Thời gian của nó sáng mình không biết là bao lâu, nhưng mà người bán thì người ta nói là 6 đến 10 tiếng. Mình nghĩ là chắc cái đèn này sáng cũng tới sáng luôn các bạn. Ok ha, đèn nhỏ nhỏ mà có vỏ, chỉ 30.000 thôi. Đó. Đó các bạn, mình tắt nè. Đứng lên tắt không được. Qua đây. Đó, mở lại ha. Mở lại. Đó, sáng tới là dữ luôn các bạn. Đồ sáng khủng khiếp thiệt. Tắt. Mở. Ok ha. Mình thấy là mình đã review xong một cái đèn năng lượng mặt trời giá chỉ 30.000. Chúc các bạn săn sale được như mình nha. Nếu thấy clip thú vị và giải trí, các bạn hãy nhớ ủng hộ mình nha. Đăng ký nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.